Ngày xưa, ngày xưa, ở vương quốc Calydon, xứ Elis, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, tên là Deianira. Một ngày nọ, có một chàng dũng sĩ tới tìm nhà vua để báo tin về Meleagre, anh trai của công chúa. Hỡi chàng dũng sĩ xa lạ, không biết ngươi tìm ta và công chúa có chuyện gì? Dạ thưa đức vua, thưa công chúa, tôi là Hercules, con trai của thần Zeus tối cao. Cách đây một thời gian, tôi có duyên gặp linh hồn của Meleagre ở dưới địa ngục và ngày ấy có nhờ cậy tôi rằng hãy cưới Deianira làm vợ và cho nàng ấy một chỗ nương tựa vững chắc. Làm sao chúng ta tin lời ngươi được đây? Ngài ấy nói tôi hãy mang thanh kiếm này để làm tin, nhà vua và công chúa ắt sẽ hiểu. Con trai xấu số của ta, đúng là thanh kiếm Meleagre đã mang theo bên mình khi còn sống rồi. Deianira, con có đồng ý lấy anh chàng Hercules này làm chồng không? Thưa cha, con xin đồng ý ạ. Vậy là nàng công chúa Deianira xinh đẹp đã kết hôn với người anh hùng Hercules và họ sống hạnh phúc vô cùng trong tòa lâu đài tráng lệ. Thưa phò mã, ngài có thư. Ai gửi thư cho chàng vậy? Đó là thư từ quê nhà của ta. Đang có một bọn người tràn đến xâm lược. Có lẽ ta xa quê đã quá lâu rồi. Ta cần phải trở về mảnh đất nơi mình đã lớn lên. Nếu nàng không ngại gian khổ thì hãy đi cùng ta. Em không ngại gì cả, em chỉ sợ không được ở bên cạnh chàng mà thôi. Vậy thì chúng ta phải sắp xếp đi ngay. Vậy là Hercules đã đưa Deianira cùng lên đường trở về quê hương chàng. Họ phải đi qua một con sông chảy xiết. Ở đó, một tên nhân mã khỏe mạnh chuyên chở người qua sông. Tên hắn là Nessos. Ta chỉ đưa được người dẫn lúc qua sông, ai qua trước đây? Em một mình sang bên đó lạ nước lạ cái, nguy hiểm lắm. Chàng sang đó trước rồi đợi em cho yên tâm nha. Nàng nói phải, để ta sang đó trước. Dẫu sao bên này cũng là đất nước của cha nàng, nàng sẽ được an toàn. Ngươi nhớ dạ dàng cẩn thận, đừng để vợ ta bị thương ở đâu đấy. Nếu không thì đừng có trách ta. Yên tâm đi, tôi đưa người qua sông bao nhiêu năm nay rồi, anh đừng có lo. Bên kia sông đang chiến tranh loạn lạc, sao hai vợ chồng nàng lại phải sang đó làm việc nguy hiểm? Chồng ta là người anh hùng Hercules, chàng có trách nhiệm với quê hương xứ sở trong việc dẹp loạn ngoại xâm. Bây giờ nàng chính là phòng của Deianira đấy. Ta đang nghe nói về sắc đẹp tuyệt trần của nàng rất nhiều rồi, nay mới được gặp mặt. Quả thật, nàng còn đẹp gấp bản lên những gì mà người ta thường đầu tuổi và sự ái mộ nàng. Cảm ơn tấm lòng của nhà ngươi. Bây giờ, phiền ngươi đưa ta qua sông với chồng của ta đi. Nàng nghĩ, ta sẽ để nàng qua sông với hắn sao? Không bao giờ. Từ hôm nay, nàng sẽ ở lại đây với ta. Ta sẽ yêu thương và chiều chuộng nàng hơn cả hắn nữa. Hercules, cứu em! Cứu em! Thả ta ra! Thả ra! Chồng ta sẽ giết chết ngươi đấy! Tên nhân mã kia! Thả ngay vợ ta ra! Không thì đừng có trách ta! Để xem ở bên kia sông. Người dám ức hiếp vợ ta, mũi tên ấy đã tẩm máu độc của quái vật rồi. Deianira, nàng đợi một lát, ta sẽ chặt cây kết bè săn đón nàng ngay. Hãy tránh xa hắn ra. Người tránh xa ta ra. Đừng sợ, ta có điều muốn nói với nàng. Người muốn nói gì? Ta không hề có ý xấu, chỉ là ta có khả năng nhìn thấu được lòng người. Và đã biết rằng, một ngày nào đó, người đàn ông kia sẽ phá mũi lại tình yêu trung thủy của nàng. Nên ta mới muốn ngăn cản mà thôi. Người nói dối. Ta sắp chết rồi, thì còn nói dối đang làm gì? Dù có thuộc đến mấy, thì anh ta cũng chỉ là đàn ông mà thôi. Huống hồ, anh ta lại tài giỏi và khôi ngô thế kia. Rồi một ngày, khi gặp được những người xinh đẹp hơn nàng, anh ta sẽ thay lòng đổi dạ. Đàn ông thường thế mà, ai mà chẳng tham lấy sắc đẹp. Còn nàng thì sẽ già đua theo thời gian. Ta thấy thương cho nàng. Không, ta không tin. Nàng hãy giữ lấy một chút máu của ta và cất đi. Nếu sau này có ngày anh ta phản bội nàng, ta phải tắm máu ấy vào một chiếc áo
và đưa cho anh ta mạnh, anh ta sẽ không bao giờ phá bộ nàng được nữa. Chẳng nhẽ đến tận lúc hấp hối mà hắn vẫn còn nói dối được sao? Không thể nào. Đi anh đi ra, nàng đừng sợ, sẽ không còn nguy hiểm nào nữa. Chúng ta cùng trở về quê hương của ta nào. Hai ngày sau, vợ chồng Hercules đã trở về tới quê hương của chàng. Ngay sau đó, người anh hùng Hercules dẫn đầu đoàn quân chiến đấu bảo vệ vương quốc, để lại nàng Deianira ở nhà mà không hề biết rằng tai họa sẽ từ đây mà ra. Vú nuôi à, sao Hercules chồng con mãi vẫn chưa trở về? Con thấy trong lòng cứ như lửa đốt vậy. Anh hùng Hercules đã trở về rồi. Chồng của ta đã chiến thắng trở về rồi. Con gái xinh đẹp đó, cô ta là ai? Nhìn chàng trở về vẫn vui cười như vậy, không có một ánh mắt tìm kiếm ta. Người vợ đã chờ chàng mòn mỏi từng giờ từng khắc. Lẽ nào trong lòng chàng đã thay đổi rồi sao? Cô gái xinh đẹp trở về cùng chồng ta là ai vậy? Dạ, đó là Iole, con gái của vô Eritos của nước bại trận. Cô ta chỉ là một tù nhân mà thôi. Cô ta không chỉ đơn giản là một tù nhân được. Lẽ nào sắc đẹp của cô ta như vậy Hercules lại không để mắt ư? Rồi một ngày khi gặp được những người xinh đẹp hơn bạn, anh ta sẽ thay lòng đổi dạ. Không, Hercules là chồng của ta, chỉ của một mình ta mà thôi. Để anh đi ra, sao ta không nhìn thấy nàng trong lễ ăn mừng tối nay? Trong lúc đợi chàng trở về, em đã dệt được một tấm áo đẹp lắm. Chàng ướm thử xem áo có vừa với chàng hay không. Áo đẹp quá. Sao, sao bỗng nhiên ta thấy khó chịu quá, đau quá. Để anh đi ra, trái tim của ta như có vật gì đó chặt lại. Chàng chịu đau một chút thôi nha, rồi sẽ hết ngay mà. Có phải chàng vừa thu được một cô công chúa rất xinh đẹp và bị cô ta hớp hồn nên đi biền biệt bao lâu nay chàng không về với thiếp hay không? Nàng nói gì vậy? Công chúa nào ở đây? Ta chỉ huy cả một đoàn quân, làm sao ta bỏ về nhà thăm vợ được? Em không tin. Nhưng thôi, dù sao chàng cũng đã mặc chiếc áo bùa yêu này rồi, chàng sẽ không thể yêu ai khác được ngoài em. Bùa yêu ư? Ai đã cho nàng chiếc áo này? Chiếc áo là em tự dệt, và nó đã tẩm máu của tên nhân mã Nessus bên bờ sông năm xưa. Hẳn đúng là tiên đoán như thần. Đoán ra sẽ có ngày một người phụ nữ xinh đẹp sẽ xuất hiện cướp mất chàng, nên đã bày cho em cách này đó. Nàng là vợ ta, sao lúc nào nàng cũng không tin ta như vậy? Đã trúng kế của tên nhân mã ấy rồi. Hercules, chàng sao thế này? Chàng tỉnh lại đi mà, Hercules. Sao chàng lại lạnh ngắt thế này? Không, không, Hercules, chồng của em. Chàng tỉnh lại đi mà, Hercules. Hercules, ta đã hại chàng rồi. Hóa ra không hề có bùa yêu nào hết, chỉ vì ghen tuông mù quáng mà ta đã trúng kế hại chàng rồi. Vậy là chỉ vì thiếu lòng tin vào tình yêu, thiếu lòng tin vào bản thân mình mà Deianira đã hại chết Hercules. Nàng quá đau khổ mà hóa điên, đi lang thang vào trong rừng. Từ đó không còn ai thấy nàng ở đâu nữa. Còn Hercules sau khi chết, linh hồn chàng được đưa lên đỉnh núi Olympus, nơi thần Zeus cha chàng cai trị, và trở thành một vị thần bất tử. Cậu lính mới, cậu đã đọc kỹ nội quy ở doanh trại này chưa? Dạ báo cáo chỉ huy, tôi đã đọc rồi ạ. Vậy thì súng của cậu đâu? Sao không thấy đeo? Báo cáo, tôi có một nguyên tắc là sẽ không bao giờ cầm súng ạ. Không bao giờ cầm súng? Vậy lý do gì mà cậu ở đây? Ai cho cậu vào quân đội? Báo cáo chỉ huy, tôi là lính tự nguyện nên được phép lựa chọn cách phục vụ quân đội của mình ạ. À, quân đội Mỹ có luật đó thật. Chính vì thế
mà kẻ nhát gan như cậu mới được có mặt ở đây. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Dos, lính mới của đội chúng ta. Cậu ấy đến đây là để cứu người, và cậu ấy là người vô cùng trong sạch, thiện lương, nên quyết sẽ không bao giờ cầm súng. Ôi, cậu ấy vào quân đội mà quyết không cầm súng sao? Chúng ta sẽ trông chờ gì vào con người yếu đuối này? Cậu hãy về nhà và núp vào váy của mẹ cậu ấy. Đừng tới đây làm gì. Không bao giờ cầm súng mà đòi vào chiến trường. Đúng là tâm thần. Ngày mai chúng ta sẽ tiến quân theo hướng này. Tất cả vẫn theo kế hoạch cũ. Này Dos, mai ra quân trận đầu tiên, cậu nhớ mặc theo bỉm và kẻo ướt quần nhé. Xông lên! Trời ơi, đồng đội của mình bị thương nhiều quá. Nếu không kịp cứu chữa, họ sẽ mất máu và chết mất. Phải cứu mọi người, hãy cố gắng lên nào. Trời ơi, Dos dám chạy giữa những làn đạn để cứu đồng đội của chúng ta đang bị thương kìa. Chúng ta có nhìn nhầm không đấy? Đúng là Dos rồi. Nguy hiểm như vậy mà cậu ấy cũng dám làm sao? Cố lên nhé, tôi sẽ đưa anh xuống dưới kia. Ở dưới là người của ta rồi, anh sẽ được cứu. Tôi đau quá, tôi chết mất thôi. Đừng lo, anh sẽ được cứu. Đội cứu thương của ta đang ở dưới kia rồi. Cố gắng lên nhé. Ai đó thả đồng đội bị thương của chúng ta xuống kìa. Mau cứu người. Phải cứu thêm một người nữa. Nguy rồi, mảnh lựu đạn đã găm vào tận xương. Nhưng có một chút nữa chắc không sao. Còn nhiều người bị thương quá. Tùy tay đau, nhưng chân mình vẫn chạy tốt. Trời ơi, anh cũng bị thương rồi sao? Tôi bị trúng vào vai. Mọi người đâu cả rồi? Phần lớn đồng đội của chúng ta đã bị thương và tử vong. Số người bị thương tôi đã chuyển xuống dưới và cứu chữa được cả rồi. Nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu. Kẻ địch sắp chiếm được toàn bộ khu này rồi. Dos, tôi sai rồi. Wada dù không cầm súng chĩa vào ai cả, nhưng đây chính là cách mà cậu chiến đấu. Cậu mau đi băng bó vết thương tay của mình lại đi. Đừng lo cho tôi. Khi nào tất cả mọi người được an toàn, tôi sẽ xuống dưới và băng bó vết thương. Bất chấp làn mưa đạn dày đặc, bất chấp vết thương, Dos liên tục chạy giữa những làn đạn để cứu đồng đội của mình. Anh đã cứu được 75 người, bao gồm cả vị chỉ huy của anh. Dos, nhanh lên! Quân địch sắp tấn công tới chỗ của cậu rồi đó! Hoan hô Dos! Cậu ấy dũng cảm quá! Dos chính là người hùng của chúng ta! Tôi có một tin rất vui. Dos sẽ được đích thân tổng thống trao tặng huân chương tại Nhà Trắng vào ngày mai. Hoan hô, Dos rất xứng đáng. Dos, cậu thật quả cảm. Chúng tớ đã nhìn xa về cậu rồi. Tôi đã quyết tâm tới đây là để cứu người mà. Tôi rất vui vì mình đã làm được điều ấy. Dos, tại sao cậu lại quyết tâm không cầm súng? Cậu làm chúng tôi tưởng rằng cậu rất nhát gan. Nhưng những gì chúng tôi nhìn thấy ở chiến trường thì không phải vậy. Chuyện là trước đây gia đình tôi theo đạo Thiên Chúa. Tôi cũng là một con chiên ngoan đạo. Nhưng có một lần... Chú im đi, chú đừng có nói nữa. Từ trước tới nay, anh và chú không bao giờ có thể nói chuyện được với nhau. Anh mới là người cần phải im. Anh không xứng đáng là anh trai của tôi. Lại chúa, bố và chú Eddie lại cãi giả rồi. Chú vừa nói gì? Chú chỉ là một thằng trẻ con dắt mũi chưa sạch thôi. Anh là một thằng tôi, tin vào mấy thứ đạo dớ dẫn. Chú Eddie, trời ơi, anh bắn chết em trai của mình rồi đó. Trời ơi, sao lại xảy ra chuyện này chứ? Mình thề rằng sẽ không bao giờ mình cầm súng, dù là trong trường hợp nào đi nữa. Kể cả là cầm súng để bắn kẻ thù cũng không bao giờ. Chuyện là thế đó. Chỉ vì cầm súng mà trong lúc tức giận, bố tôi đã giết chết chú của tôi. Sau đấy ông đã phải dằn vặt suốt quãng đời còn lại. Thì ra là vậy.
Chúng tôi thành thật xin lỗi cậu vì đã nghĩ sai cho cậu. Thưa chỉ huy, tôi không để ý đâu. Năm 1946, Dodge được Tổng thống Mỹ Harry S. Truman trao huân chương danh dự cao nhất tại Nhà Trắng. Dodge trở thành người hùng của quân đội, người anh hùng ra trận nhưng phản đối chiến tranh và chưa một lần cầm súng. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về người lính Mỹ Desmond Dodge xảy ra vào đầu thế kỷ 20. Một người lính Mỹ xung phong ra trận nhưng quyết không cầm súng. Cháu cảm ơn ông. Anh sẽ bán căn nhà chúng ta đang ở. Em đừng quá lo lắng về những món nợ nha. Nhưng việc điều trị vẫn tiếp tục, rồi những món nợ sẽ lại tiếp tục sinh ra. Căn bệnh xẹp phổi này thật quái ác mà. Nó đã tước đi tất cả cuộc sống của em. Em phải lạc quan lên. Anh sẽ tìm cách xoay tiền để em có thể ra nước ngoài chữa trị mà. Thôi, anh đừng cố làm gì. Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Số tiền đó quá lớn, trong khi khả năng của chúng ta không thể với tới mà. Em chấp nhận vì số phận đã an bài như vậy rồi. Lạnh và đói quá đi mất. Này lũ nhóc, hôm nay chúng mày đã kiếm được bao nhiêu? Giao hết cả ra đây. Lượt mày. Sao đi cả ngày mà chỉ có từng này? Thưa ông, cháu đã đi khắp các con đường đến mòn cả chân luôn, nhưng mọi người đều lắc đầu không có cho. Nghe đáng thương quá ha. Bỏ bao công sức vất vả mà tiền kiếm về trả được làm ông? Hay mày lén tao giấu tiền đi tiêu xài gì rồi? Dù có gan to cỡ nào, cháu cũng không dám làm chuyện đó thưa ông. Cháu xin ông, ngày mai chắc chắn cháu sẽ kiếm đủ số tiền như ông dặn. Cháu van ông, đừng đánh cháu. Mày nhìn xem, bọn nó cũng ăn như mày, cũng đi cả ngày như mày, mà chúng kiếm về cho tao gấp mấy lần mày. Tự bản thân mày không thấy xấu hổ hả? Cháu biết lỗi rồi mà. Cháu van ông, tha cho cháu. Ngày mai, nếu mày vẫn như hôm nay thì đừng có trách tao độc ác. Mẹ Tri à, em hãy cố chịu đựng nha. Anh sẽ đưa em tới bệnh viện ngay lập tức. May là bác sĩ bảo không cần nhập viện. Cái thời tiết đáng ghét này khiến cho bệnh của em ngày một trầm trọng thêm. Nếu có tiền, anh sẽ đưa em tới Ấn Độ như bác sĩ bảo, nơi thời tiết ấm áp, dễ chịu. Anh hãy thôi cái điệp khúc đó đi. Em đã nói là sẽ không bao giờ có thể ra được nước ngoài để điều trị bệnh. Anh vẫn không hiểu hay sao? Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Em muốn ngừng điều trị, Henry à. Em đang không được bình tĩnh nên anh sẽ tạm thời ra ngoài một chút. Anh sẽ quay lại ngay thôi. Tuyệt vời, hôm nay mình kiếm được gấp 3 hôm qua luôn. Vậy là sẽ không lo bị đánh đòn nữa rồi. Mình gõ cửa xin nốt chiếc xe kia rồi về thôi. Lạnh quá rồi. Có chuyện gì xảy ra với cô vậy ạ? Cô có cần cháu gọi người tới giúp không? Không, cô không sao đâu.
Do mắc phải chứng xẹp phổi nên cô không thể thở được bình thường, phải nhờ đến chiếc máy hỗ trợ thở này. Trông cô kỳ dị lắm, có phải không? Ngày nào cô cũng phải thở bằng chiếc máy này ạ. Ừ, đúng vậy. Cũng một thời gian dài rồi đó. Kể ra cô có đủ tiền để sang Ấn Độ điều trị thì tốt biết mấy. À, mãi nói chuyện mà cô quên mất. Ban nãy cháu gõ cửa xe cô có chuyện gì vậy? Chả là cháu, cháu định xin cô ít tiền lẻ. Nhưng thôi không cần nữa đâu cô. Ra là vậy. Cô còn một ít xu lẻ để trong học xe á, để cô lấy cho cháu nha. Cô còn phải tích tiền để chữa trị bệnh mà, cháu không có lấy đâu. Chỉ là chút tiền lẻ thôi mà, cháu không cần phải ngại đâu. Cô không nhìn thấy gì ạ? Vậy mà nãy giờ nói chuyện cháu không biết. Đó là di chứng của những cuộc phẫu thuật trước đây của cô. Căn bệnh xẹp phổi đã tước đi của cô tất cả những gì quý giá nhất. Cô không còn có thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình và hít thở như người bình thường được. Cô ấy còn đáng thương hơn gấp ngàn lần mình, vậy mà vẫn cố tìm những đồng xu ít ỏi để cho mình. Mình phải làm gì đó để giúp cô ấy mới được. Đây là toàn bộ số tiền mình kiếm được hôm nay. Không có số tiền này mang về, lão John sẽ cho mình một trận ra trò. Nhưng mình chỉ còn cố chịu đựng một chút thôi. Cô ơi, cháu thương cô lắm. Cháu có một chút tiền nè, cháu xin được biếu cô. Cô hãy dùng nó để chữa bệnh cho mình cô nha. Cháu quả là một cậu bé có trái tim nhân hậu. Hành động của cháu đã an ủi cô nhiều lắm đó. Cô tin là sớm muộn cô sẽ có đủ tiền để chữa khỏi bệnh như lời mà cháu nói. Ôi trời ơi, cậu bé ăn xin kia cho tiền người phụ nữ đang ngồi trong xe ô tô ư? Thật lạ lùng, mình phải chụp lại cuộc gặp gỡ kỳ lạ này mới được. Cậu bé ăn xin này thật tốt bụng làm sao, đã tặng toàn bộ số tiền mà cậu xin được cho người phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn. Cậu bé làm được như vậy, chẳng lẽ chúng ta lại ngồi yên sao? Tôi sẽ ủng hộ cô ấy một ngày lương của tôi. Nếu nhiều người cùng chung tay, chắc chắn sẽ có đủ tiền cho cô ấy chữa khỏi căn bệnh quái ác đó. Đây là số tiền mà mọi người đã cùng nhau quyên góp để ủng hộ cô tiếp tục thực hiện những ca phẫu thuật tới. Hãy cố gắng mạnh mẽ lên nhé Mary. Chúng tôi luôn ở bên cô. Tôi đã tưởng rằng mình sẽ không còn khả năng chữa khỏi được căn bệnh. Vậy mà giờ đây, hy vọng sống lại được thắp lại trong tôi một lần nữa. Tôi còn có một tin vui nữa muốn báo với cô đây. Khi đọc bài báo về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa mắt và cô, một người phụ nữ đã chủ động liên lạc với tôi và xin nhận nuôi mắt rồi. Thật vậy sao? Giờ đây cậu bé đã có bố mẹ và được đến trường như bao đứa trẻ khác rồi. Đường dây chăn dắt ăn xin đã được cảnh sát xử lý. Nhờ vậy, những cậu bé như mắt đã được đưa về trung tâm bảo trợ xã hội luôn. Tất cả đều bắt đầu từ cái nắm tay diệu kỳ giữa cô và cậu bé. Đó là sự khởi đầu cho câu chuyện của lòng tốt và hạnh phúc đã được gieo mầm, rồi lan tỏa mạnh mẽ tới khắp mọi người, để rồi đơm hoa kết trái như ngày hôm nay. John Thuo là một cậu bé vô gia cư ở Nairobi, Kenya. Tuy cuộc sống thiếu thốn và khốn khó, nhưng cậu vẫn giữ được trái tim nhân hậu và bao dung trước hoàn cảnh đáng thương của người khác. Nhờ cái nắm tay diệu kỳ, cuộc sống của cả hai người trong bức ảnh đều đã thay đổi. Điều đó chứng minh một điều: khi bạn cho đi lòng tốt của mình, bạn sẽ nhận lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cố lên chị, cố lên, cố lên. Đau quá, đau quá. Hít thở sâu vào, lấy sức, chuẩn bị. Hai, ba. Sinh rồi, bé gái rất đáng yêu. Con gái của mẹ. Chào mừng cậu đã đến với thế giới nước mắt. Các bạn này là giọt nước mắt vui vẻ, giọt nước mắt hạnh phúc. Và cậu chính là giọt nước mắt thiêng liêng đó.
vì cậu sinh ra vào ngày đầu tiên chủ nhân Maria được làm mẹ. À phải rồi, tớ là Thiên Liên, xin chào. Tớ xin tự giới thiệu, tớ chính là giọt nước mắt tự hào. Tớ được sinh ra vào ngày cô ấy còn là vận động viên điền kinh. Lúc đó cô ấy đã khóc, giọt nước mắt chứa chan hạnh phúc và cả niềm tự hào dân tộc. Chúng ta ở đây để lưu giữ những ký ức đẹp của chủ nhân, để sau này ngoảnh đầu nhìn lại cô ấy sẽ thấy hạnh phúc và mỉm cười khi nghĩ về chúng ta. À, cho tớ chơi với, cho tớ chơi với. Ở đây không ai cho tớ chơi chung cả. Ơ, à, cậu là ai mà người đen đúa thế kia? Sao nhìn cậu không giống chúng tớ? Đừng mà, đừng chơi với cậu ấy. Cậu ấy chính là giọt nước mắt hận thù đó. Cậu ấy là nước mắt lạc loài, xấu xa, không xứng chơi với nước mắt hạnh phúc của bọn mình đâu. Những gì cậu gây ra cả thế giới nước mắt này ai mà không biết. Thưa cô, cảm giác cô như thế nào khi là người phụ nữ đầu tiên giành huy chương vàng ở cự ly 100m nữ? Cô nghĩ sao về cái tên nữ hoàng tốc độ mà giới thể thao đã ưu ái dành cho mình? Đây là huy chương vàng thứ 3 ở độ tuổi còn khá trẻ. Xin hỏi cô có áp lực nào không ạ? Khi Maria ở đỉnh vinh quang của sự nghiệp, biết bao người chú ý, nhưng trái tim cô ấy chỉ đặt về một hướng. Tất cả thành công hôm nay của tôi đều có sự hỗ trợ tinh thần rất lớn từ một người. Đó là Jack, người chồng yêu quý của tôi. Nữ hoàng tốc độ à, em sắp thành mẹ của con gái anh rồi đấy. Cố gắng vài tháng nữa nha em. Nhưng mà em nhớ sân chạy quá. Từ ngày mang bầu, mọi thứ cứ đứt quãng. Chẳng vì anh, chắc em cũng chưa muốn có con sớm như thế này. Anh thì suốt ngày làm ăn công tác, ở nhà em buồn lắm. Ngoan nào, chúng ta đang xây dựng con đường sau này cho con. Anh đi công tác đợt này, mang về vài hợp đồng dự trù ngày em trở dạ. Em ở nhà chăm nói chuyện với con thay anh nha. Em biết rồi, anh cứ nhai mãi chuyện đó, chán chết được à. Làm sao mở lời với cô ấy, công ty đang có vấn đề đi. Anh hẹn người ta ra đây chỉ để ký mấy hợp đồng vớ vẩn này thôi hả? Ờ, cô Lily xem xét thương vụ làm ăn này, có chỗ nào chưa ổn thì cho tôi hay để còn chỉnh sửa lại. Chưa ổn ở chỗ này đây nè, đã bảo mấy lần trả phí có chịu đi đâu. Cứ quanh quẩn bên máy chạy bộ bảo trì chẳng mần ăn được gì nữa. Đề nghị cô nghiêm túc, tôi đến đây chỉ để bàn chuyện làm ăn thôi cô. Trong giới kinh doanh, ai không biết anh đang trên bờ vực phá sản. Nếu muốn được việc, anh nên chịu ý của khách hàng một chút. Sao anh cứ gồng mình cơn trực làm gì? Em có phải vợ anh đâu mà đổ hết kinh tế gia đình lên vai của anh. Với đầu óc kinh doanh của anh á, anh nên tìm một nơi xứng đáng để đầu quân về đi. Nơi mà anh có thể thoải mái buông thả, tạm quên đi mấy chuyện không hay. Em cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần những lúc anh mệt mỏi nhớ đến em là đủ rồi. Tớ có việc bận, xin lỗi, không đợi các cậu đến được nha. Anh là người đàn ông tôi, tớ hối hận khi yêu anh. Chính cậu đã làm dấy lên trong Maria những ký ức xấu, rồi cậu sẽ bị trừng trị suốt quãng đời còn lại. Cả cậu và nguyên nhân tạo ra cậu đều là những thứ cần biến mất mãi mãi. Chỉ có chính chủ nhân mới có thể giải thoát cho quá khứ của mình. Em à, em. Anh còn đến đây để làm gì? Anh vừa mua sữa cho con. Anh tránh xa con bé ra, đừng để tôi thấy anh lần nữa. Tôi sẽ gọi an ninh đưa anh lên phường vì tội quấy rối đó. Maria, anh biết anh đã sai, nhưng xin em, Lily chỉ là một phút giây yếu lòng khi việc kinh doanh của anh không theo ý muốn thôi. Điều anh ấp ủ suốt năm qua cũng chỉ muốn lo cho hai mẹ con em được hạnh phúc. Anh phải làm gì để em tha thứ cho anh đi. Anh thề sẽ không bao giờ khiến em tổn thương thêm một lần nào nữa đâu. Anh không có quyền nhắc đến tên người đàn bà ấy trước mặt của tôi. Tôi cho anh biết, Maria này chỉ dạy một lần đã quá đủ rồi. Và đây cũng không phải con của anh. Nó mất cha từ khi còn nằm trong bụng của tôi đây nè. Ôi trời ơi, con người xấu xa kia đang chuyển màu kìa. Nguyên nhân sự rung chuyển này là nó đó. Nó là đồ xấu xa mà. Thế giới nước mắt đáng ra không nên chứa những kẻ xấu xa như mày. Ủa, cô chủ nhỏ khóc rồi kìa. Tim Maria đang đập rất nhanh. Hình như cô ấy còn rung cảm. Anh là đồ tồi, đừng làm phiền mẹ con của tôi nữa. Anh phải làm sao để chứng minh cho em biết anh vẫn còn thương em đi. Chắc nó đứng đợi con từ sáng đến giờ đó. Con biết ngăn cản hai cha con gặp nhau là thất đức lắm hay không?
chắc nó cũng đã nhận ra lỗi lầm rồi mà. Mẹ biết con cũng vẫn còn tình cảm với nó, đừng có cố chấp nữa con à. Nhưng mà mẹ à, mỗi lần nhắm mắt là con luôn nghĩ đến cô nhân tình chân dài của anh ta. Con không muốn con gái của con có người cha xấu hổ như vậy. Maria, có một điều mà mẹ chưa bao giờ nói cho con biết. Nếu như năm xưa mẹ không tha thứ cho phút lỡ lầm của ba con, thì chính con sẽ không có một tuổi thơ trọn vẹn và đầy đủ yêu thương. Nếu còn đủ yêu, người ta sẽ đủ mở lòng để tha thứ cho nhau con à. Ngày con trở dạ, chắc nó... Em à, cố lên. Con gái của con gái của con đấy mẹ à. Con được làm ba rồi. Tất cả đã muộn màng rồi mẹ à. Dù anh ấy có làm gì cũng không thể xoa dịu sự hận thù trong lòng của con lúc này. À, cháy rồi kìa, cháy rồi, chạy đi. Trời ơi, cháy lớn quá, có ai không? Làm ơn gọi cứu hỏa đi. Trời ơi, con của tôi, con ơi. Con à. Kìa cô ơi, đừng có vào, nguy hiểm lắm. Cô bình tĩnh lại đã. Làm sao mà tôi bình tĩnh được? Con gái của tôi vẫn còn ở trong đó mà. Các người buông tôi ra đi. Chết rồi, cháy kìa, cháy rồi, lửa kìa, làm sao đây? Tôi sợ quá, nóng quá, tụi mình sẽ tan biến mất. Maria, em không được vào. Anh Chắc à, anh định làm gì đó? Lạ thay, trong lúc căng thẳng và hoảng loạn nhất, người bình tĩnh lúc này lại chính là Hận Thù. Cũng giống như khi trải qua thương đau, ân hận, con người ta thường mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cứ đứng sau tớ đây nè. Tại sao? Sao cậu ý lại bảo vệ tụi mình? Lửa đến chân cậu ta rồi, cậu sẽ tan biến mất. Vì cậu ấy đang ra sức bảo vệ những gì tốt đẹp nhất của chủ nhân. Con của tôi, con tôi đây rồi. Con có sao hay không? Làm mẹ lo quá. Vì sao anh làm như thế? Vì anh muốn bảo vệ con chúng ta. Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh, nhưng mong em hãy cho anh biết em còn yêu anh không. Chỉ cần em còn yêu anh sẽ dành hết đời còn lại để chờ ngày được chăm sóc mẹ con em. Ủa, cậu ấy biến thành màu vàng rồi kìa. Là màu của sự tha thứ đó. Những oán hận đã bắt đầu vơi đi. Tim của chúng ta đang đập rất nhanh. Tức là Maria đang hạnh phúc. Xin lỗi vì đã xa lánh cậu nha. Cậu nói đúng, chỉ chúng ta mới có thể giải thoát cho những hối hận trong chính bản thân của mình. Nếu còn đủ yêu, người ta sẽ đủ mở lòng để tha thứ cho nhau. Ngày xưa, ở quần đảo Tuamotu, có tộc trưởng Puna là thủ lĩnh của bộ tộc Oahu. Chàng là chồng của nữ thần Homea. Sóng biển này quá nhỏ, không đủ để cho ta lướt sóng rồi. Đúng vậy, hay là chúng ta tìm nơi khác có sóng to hơn đi, tù trưởng Puna. Được thôi, chúng ta không chắc vùng biển này có sóng to. Chúng ta hãy rong thuyền đi tới bãi biển khác xem sao. Chúng ta đi thôi, tù trưởng. Hôm nay, khắp nơi trên hòn đảo này chẳng có nơi nào có sóng lớn cho các người lướt sóng đâu. Hỡi những chàng trai ạ. Cô gái xinh đẹp, nàng tên là gì? Sao ta chưa từng thấy nàng trên đảo trước đây? Ta là Kiha Wahine. Ta sống trên một hòn đảo giữa biển khơi. Hôm nay chỉ muốn đến đây dạo chơi thôi. Thật không ngờ lại gặp được tù trưởng Puna ở nơi này. Nàng biết ta sao? Danh tiếng của tù trưởng lừng lẫy khắp nơi. Chàng là anh hùng với sức mạnh và lòng can đảm đáng ngưỡng mộ. Có ai mà không biết tới chàng chứ? Nếu chàng muốn lướt sóng thì ta có thể đưa chàng tới một bãi biển tuyệt đẹp, nơi mà những con sóng ở đó có thể giúp chàng lướt băng băng trên mặt nước. Thật vậy sao? Nếu chàng muốn tới đó thì có thể lên thuyền, ta đưa chàng đi. Được thôi, ta rất muốn xem bãi biển nàng nói có thật sự là tuyệt đẹp hay không. Thật tiếc là con thuyền này chỉ đủ chỗ cho hai người chúng ta, những người khác đành phải quay về. Ta lại thấy điều này là tốt đó chứ. Chỉ có hai chúng ta, chẳng phải càng dễ để ta và chàng trò chuyện hơn sao? Được trò chuyện cùng với cô gái xinh đẹp như nàng quả là vinh hạnh cho ta.
Nhưng hòn đảo nàng nói có còn xa nữa không? Con thuyền nhỏ này liệu có chịu được sức mạnh của những cơn sóng lớn ở đó hay không? Chàng đừng lo, chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ thôi. Đây là... chúng ta đến đây bằng cách nào vậy? Ta đã dùng phép thuật để đưa chàng tới đây đó. Đây là hòn đảo của ta. Hòn đảo của nàng sao? Nàng biết phép thuật nữa à? Ta có biết đôi chút phép biến hóa đơn giản thôi. Chàng không cần phải ngạc nhiên đến vậy. Nàng không phải là một người bình thường. Người bình thường sao có thể biết phép thuật được chứ? Ta đúng là không phải người bình thường. Nhưng có một điều là ta đã dành tình cảm cho chàng từ lâu rồi, Puna ạ. Dành tình cảm cho ta sao? Ta và nàng chưa từng gặp nhau. Sao nàng có thể dành tình cảm cho ta được? Tuy chàng chưa gặp ta, nhưng ta biết chàng rất rõ. Ta muốn được ở bên chàng, làm vợ của chàng. Chàng đồng ý nhé. Bấy lâu nay ta sống một mình, thật là cô đơn. Chuyện này tuyệt đối không được. Ta đã có gia đình, vợ ta là nữ thần Humea. Chàng hãy quên cô ta đi. Sau này chàng sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa đâu. Ta không muốn ở lại đây nữa. Ta sẽ lên con thuyền nhỏ kia để trở về. Chàng nghĩ ta sẽ để cho chàng rời khỏi nơi này ư? Nàng làm gì vậy? Không còn thuyền, để ta xem chàng làm sao rời khỏi hòn đảo này. Tốt nhất là chàng hãy đồng ý với yêu cầu trở thành chồng của ta. Ta sẽ đối xử với chàng thật tốt. Nhưng ta đã có vợ. Ta không quan tâm. Thời khắc này đây, chàng ở trên đảo này của ta, thì những người khác đều không còn liên quan đến chàng được nữa. Nhưng ta không yêu nàng. Để ta đưa chàng đi xem một thứ. Đây là những con rắn cực độc mà ta nuôi đã lâu. Một tù trưởng dũng mãnh như chàng có thể chống chọi được bao lâu nếu bị ném xuống đó? Nàng muốn làm gì? Ta đã nói rồi, ta muốn chàng làm chồng của ta. Chàng không thể chống lại được sức mạnh của ta và sẽ không thể rời khỏi hòn đảo này được đâu. Cũng không có ai biết chàng đang ở trên đảo của ta. Nên cho dù vợ chàng là nữ thần Homea đi nữa thì cũng sẽ không tìm được chàng. Giờ phải xem chàng chọn lựa thế nào thôi. Chỉ cần chàng đồng ý làm chồng ta, hai ta sẽ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Bằng không, ta sẽ ném chàng xuống hố làm bạn với lũ rắn kia. Nào, cạn ly. Hôm nay sẽ là ngày kỷ niệm chúng ta chính thức thành vợ chồng. Có một vài nguyên tắc ta cần nói rõ. Thứ nhất, chàng không được phép ra khỏi hang động này. Thứ hai, không được làm trái lời ta. Không được ra khỏi hang động sao? Ta biết chàng chưa thật lòng muốn ở bên ta, cho nên ta chưa thể cho chàng tự do ra bên ngoài được. Nếu chàng tự ý rời đi, ta nhất định sẽ khiến chàng hối hận. Chàng còn chưa biết ta có những sức mạnh gì đâu. Vậy nên chàng tuyệt đối đừng làm ta giận đấy nhé. Một thời gian sau, chàng nhìn gì mà thất thần vậy? Đã lâu rồi ta không được ra ngoài. Ở trong hang động lâu ngày, ta thấy ngột ngạt và bí bách quá. Chàng muốn ra ngoài sao? Thật lòng, ta rất muốn được nhìn ngắm biển và tận hưởng những cơn gió mát ngoài kia. Nàng có thể cho ta ra ngoài một chút được không? Cho chàng ra ngoài ư? Nhỡ chàng sẽ bỏ đi đâu mất thì sao? Nàng thấy đấy, giữa đảo Quang Du này, ta còn biết đi đâu được chứ? Mọi thứ đều trong lòng bàn tay của nàng hết mà. Cũng phải. Dù sao thì chàng cũng không thể rời khỏi hòn đảo này được. Ta cũng không nỡ để chàng phải ở trong hang động này mãi. Chàng ra ngoài cho khuây khỏa cũng tốt. Vậy ta sẽ đi dạo ngoài bờ biển một lát, sẽ trở về. Khi nào về, chàng nhớ lên tiếng để ta biết nhé. Đừng lặng lẽ đi vào mà khiến ta giật mình đấy. Ta ghét nhất là người khác làm ta giật mình. Ta sẽ làm như vậy. Biển đẹp quá, những con sóng cũng thật tuyệt vời. Chỉ tiếc là ta lại đang bị nhốt ở đảo này, không có cách nào trốn thoát.
Chẳng lẽ ta sẽ mãi mãi bị Kiha Wahine giam cầm tại đây sao? Người kia chẳng phải là tộc trưởng Buna của Oahu sao? Mình đã từng nhìn thấy anh ta khi đến đảo Tuamotu. Nghe nói anh ta bỗng dưng mất tích. Vợ anh ta là nữ thần Haumea đã tìm kiếm anh ta khắp nơi mà không thấy. Sao anh ta lại ở đây thế này? Tộc trưởng Buna. Anh biết tôi sao? Biết chứ. Anh là tù trưởng Buna nổi tiếng mà. Tôi là Hinole. Thật không ngờ tôi có thể gặp anh tại đây. Nhưng tôi nghe nói tộc trưởng Buna bỗng nhiên mất tích. Thì ra anh đến hòn đảo này sao? Chuyện dài lắm. Không phải là tôi đến đây, mà là tôi bị bắt tới đây và bị giam cầm trong một hang động trên đảo. Bị bắt sao? Là ai đã bắt anh? Cô ấy tên là Kiha Wahine. Cô ấy có phép thuật. Kiha Wahine sao? Không giấu gì anh, tôi chính là anh trai cùng cha khác mẹ với cô ấy. Anh là... Anh đừng hiểu lầm. Tuy tôi là anh trai của cô ta, nhưng thật ra tôi và Kiha Wahine nhiều nước với lửa. Tôi tuy có cùng dòng máu với cô ta, nhưng lại chỉ biết được chút ít phép thuật không đáng kể, nên thua kém rất nhiều so với sức mạnh của cô ta. Anh bị cô ta bắt và không thể thoát được cô ta cũng đúng thôi. Cô ta sao có thể có sức mạnh lớn đến vậy? Có lẽ anh vẫn chưa biết cô ta không phải người bình thường, mà chính là nữ thần rồng. Nữ thần rồng sao? Cô ta chỉ là ẩn thân trong hình hài xinh đẹp vậy thôi chứ. Thực chất cô ta là một con rồng lớn có khả năng ghê gớm đấy. Chính vì là rồng nên cô ta không thích sống trong những căn nhà như những người bình thường, mà thích sống trong hang động. Không ngờ cô ta lại là rồng sao? Tôi chưa bao giờ thấy hình dạng thật của cô ta. Cô ta luôn xuất hiện thật xinh đẹp. Nếu anh muốn nhìn thấy hình dạng thật của cô ta thì cũng dễ thôi. Có phải khi anh ra ngoài, cô ta đã dặn anh khi trở về phải lớn tiếng nói gì đó không? Chuyện này anh cũng biết sao? Tôi là anh trai của Kiha Wahine mà. Lát nữa trở về, anh hãy nhẹ nhàng bước vào hang, đừng gây ra bất kỳ tiếng động nào cả. Anh sẽ thấy được hình dạng thật sự của Kiha Wahine. Tôi không muốn sống với cô ta. Hinole, hãy giúp tôi. Kiha Wahine rất mạnh. Muốn thoát khỏi cô ta, cần phải có thời gian đủ lâu để chạy thật xa, không để cô ta bắt kịp. Điều này gần như không thể, vì cô ta luôn luôn theo sát bên tôi. Tôi đã có cách. Làm như vậy liệu có ổn không? Chỉ có cách này mới cứu được anh thôi. Tôi sẽ giúp anh để một chiếc thuyền nhỏ ở ven bờ biển. Anh hãy dùng nó để rời khỏi đây. Khi lên thuyền, anh hãy đi về hướng bắc. Đó là hướng của đảo núi lửa của nữ thần Mele. Chỉ có đến đó và tìm được nơi trú ẩn thì anh mới có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Kiha Wahine mà thôi. Cảm ơn anh Hinole. Đừng khách sáo. Chỉ là tôi vốn không ưa thói hóng hách của đứa em gái Kiha Wahine này. Hơn nữa, tôi cũng không thể đứng nhìn tù trưởng Puna nổi danh bị giam hãm, kiểm soát. Anh không nên bị như vậy. Thôi, anh hãy mau trở về đi. Nếu anh ra ngoài lâu, Kiha Wahine sẽ sinh nghi đó. Ta không thể gây ra tiếng động được. Ta muốn xem Kiha Wahine trong hình hài của rồng rốt cuộc trông đáng sợ đến thế nào. Hinole nói đều là sự thật. Kiha Wahine thật sự quá gớm ghiếc. Ta đã sống với một con rồng suốt mấy tháng nay mà không hề hay biết. Ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Kiha Wahine, ta đã về rồi đây. Nàng ơi, thời tiết hôm nay thật tuyệt. Được hít thà không khí biển cả khiến ta cảm thấy rất thoải mái. Trông chàng hào hứng chưa kìa. Từ khi ở cùng ta, chưa bao giờ chàng vui vẻ đến thế. Từ giờ, chàng có thể ra ngoài bất cứ khi nào chàng thích. Thật vậy sao? Vậy thì hay quá. Chàng sao thế này? Sao đột nhiên lại đổ bệnh vậy? Đã mấy ngày rồi, chàng vẫn không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Không phải tự nhiên đâu. Ta giống có bệnh từ nhỏ. Cứ cách một thời gian sẽ lại phát bệnh. Nhưng lúc thế này, ta phải uống nước thần, lấy từ dòng nước nhỏ trên núi tuyết mới có thể khỏe lại. Trước đây đều có người đi lấy nước về cho ta. Bây giờ biết phải làm sao đây? Nước trên núi tuyết ư? Nơi đó cách đây rất xa. Đúng vậy. Nhưng nếu như không được uống thứ nước đó thì ta sẽ không thể nào khỏi được, và có thể sẽ mất mạng. Nghiêm trọng đến vậy sao? Thôi được, ta sẽ tới đó lấy nước về cho chàng. Đó là dòng nước có trong một hang động lớn. Nó được giải xuống từ một vách đá trong hang động trên núi tuyết của hòn đảo phía bắc. Nàng hãy lấy đầy bình nước này về cho ta nhé. Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng về sớm. Chàng phải cố chịu đựng chờ ta về đó nhé. Chiếc bình này tuy nhỏ nhưng có khả năng hút nước, sẽ cần nhiều thời gian để có thể làm nó đầy nước. Nàng hãy chú ý nhé. Được rồi, chỉ là một bình nước thôi mà.
Chẳng lẽ ta lại không lấy được đầy bình cho chàng sao? Thời cơ đến rồi. Con thuyền nhỏ Hinole đã chuẩn bị cho ta đây rồi. Mình phải nhanh lên mới được. Khi Hawa Hine mà biết chuyện, chắc chắn sẽ đuổi theo. Mình phải tìm được nơi trú ẩn để nàng ta không tìm thấy. Cuối cùng cũng đến nơi. Nếu ta không phải nữ thần rồng có phép thuật thì khó có thể đến đây nhanh như vậy. Hang núi mà chồng ta nói đang ở đâu được chứ? Liệu có phải là hang đá này không? Đây rồi, dòng nước chảy xuống từ một vách đá dựng đứng trong hang động, đúng như Puna nói. Vậy là ta lấy được nước rồi, phải mau chóng trở về cho Puna uống mới được. Ôi, nước trong bình biến đâu cả rồi? Sao bình lại trống trơn thế này? Phải rồi, Puna đã nói chiếc bình này có thể hút nước. Có lẽ là số nước khi nãy đã bị chiếc bình hút sạch rồi. Lần này ta sẽ để chiếc bình hút đủ nước rồi mới trở ra. Sao lại thế? Rõ ràng là ta đã để chiếc bình dưới dòng nước rất lâu để nó có thể hút nước rồi cơ mà. Vậy mà vẫn chưa đủ sao? Chiếc bình này sao lại giống bình không đáy thế chứ? Chiếc bình quái quỷ hút cho đủ nước đi, rồi để ta lấy một bình nước đầy về. Lần này thì hút đủ nước rồi chứ. Chuyện này là sao? Chiếc bình này bị thủng đáy ư? Ta đã giữ nó rất cẩn thận, làm sao lại bị thủng được chứ? Chỉ có một khả năng là chiếc bình này bị thủng từ trước. Chẳng nhẽ là do Puna làm sao? Sao chàng ấy lại làm vậy? Không lẽ là vì... Kìa, chắc chắn là đảo núi lửa mà Hinole nói rồi. Ta phải nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn trước khi Kihawa Hine trở về và phát hiện ra mọi việc. Puna, Puna, chàng đâu rồi? Puna, ta đối với người tốt như vậy mà ngươi lại dám lừa gạt ta, hòng trốn khỏi nơi này. Đã vậy thì đừng trách ta vô tình. Được lắm Puna, ngươi đã tìm đến hòn đảo núi lửa đó à? Để ta xem kẻ nào có thể bảo vệ ngươi trước sự tấn công của ta. Tới nơi rồi, ta phải tìm chỗ trốn thôi. Kihawa Hine có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Kẻ nào to gan dám xâm nhập lên đảo của ta? Tôi tộc trưởng Puna. Cô là nữ thần Bê Lê? Đúng vậy. Sao anh lại ở đây? Ta nghe nói anh đã mất tích một thời gian dài. Nữ thần Homia đã tìm anh khắp nơi mà không thấy. Thật vậy sao? Vợ tôi đã đi tìm tôi khắp nơi sao? Chắc là cô ấy đã lo cho tôi lắm. Rốt cuộc thì tại sao anh lại biến mất suốt thời gian qua? Và vì sao bây giờ lại xuất hiện trên đảo núi lửa này của ta? Tôi đã bị Kihawa Hine bắt cóc. Kihawa Hine ư? Là nữ thần rồng Kihawa Hine sao? Đúng vậy, cô ta đã giam tôi trong hang động trên hòn đảo của mình. Tôi đã phải vất vả lắm mới thoát được ra đến đây. Bây giờ có lẽ cô ta đang tìm kiếm tôi khắp nơi. Nếu tôi bị bắt lại thì chắc chắn cô ta sẽ giết tôi mất. Nữ thần Bê Lê, xin hãy giúp tôi. Thì ra là anh bị bắt và giam hãm trên đảo của Kihawa Hine. Chẳng trách mà nữ thần Homia tìm anh khắp nơi cũng không thấy. Kihawa Hine có khả năng nhìn thấy mọi chuyện trên đời. Cô ta sẽ sớm phát hiện ra anh đang ở đây thôi. Nữ thần Bê Lê, xin hãy giúp tôi. Tôi không thể đấu lại cô ta, nhưng tôi không muốn phải sống chung với con rồng gớm ghiếc đó. Nếu cô ta bắt được tôi, chắc chắn sẽ giết tôi mất. Yên tâm đi tù trưởng Puna, nữ thần Homia và tôi quen biết đã lâu. Nay anh gặp nạn, tôi nhất định sẽ tương trợ. Tôi sẽ giúp anh đối phó với Kihawa Hine. Cô định sẽ đối phó với tôi thế nào đây, Phê Lê? Ta đối với người tốt như vậy mà ngươi dám lừa gạt ta để bỏ trốn tới đây. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Kihawa Hine, đây là đảo núi lửa của ta, không phải nơi cô có thể lộng hành. Ta nhất định phải đưa gã chồng bội bạc này về. Cho dù là nữ thần núi lửa như cô cũng đừng hòng ngăn cản. Ai là chồng cô chứ? Puna đã kết hôn với nữ thần Homia. Rõ ràng là cô cướp chồng của người khác. Những thứ ta muốn thì nhất định phải là của ta.
tù trưởng Puna nổi tiếng dũng mãnh rơi vào tay ta, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Pele, ta khuyên cô không nên xía vào chuyện của người khác. Nơi này là đảo của ta, không ai có thể tùy ý đến đây làm loạn. Ta sẽ không để cô đưa tù trưởng Puna đi nữa đâu. Xem ra ta phải dạy cho cô một bài học mới được. Ôi không, cô ta thật đáng sợ. Anh đừng lo, đã có tôi ở đây, cô ta sẽ không thể làm hại anh đâu. Anh hãy tìm chỗ lánh đi. Thế nào, ngọn lửa của ta đã khiến cô tỉnh táo hơn chưa? Ta không đánh lại thì cô lại dám khinh thường nữ thần núi lửa ta đây. Cô tưởng ta sẽ sợ ngọn lửa cỏn con đó của cô ư? Ta sẽ cho cô biết sức mạnh của dung nham núi lửa. Để ta xem cô có thể chống đỡ được bao lâu. Nữ thần núi lửa Pele, xin hãy tha cho tôi. Từ nay hãy bỏ cái thói hung hăng hống hách của cô đi. Vết thương này chính là cái giá cô phải trả cho hành động của mình. Nhờ có nữ thần núi lửa Pele đánh bại được nữ thần rồng Kihawahine, chàng tù trưởng Puna đã được giải thoát và trở về sống hạnh phúc bên vợ là nữ thần Haumea.